Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 9 tháng 10 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Ất Mùi, tháng Canh Tuất, năm Nhâm Dần, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Cao Trần. Về ngũ hành niên mệnh sa trung kim ngày Ất Mùi, tức can khắc chi, nghĩa là mộc khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm sa trung kim kỷ tuổi Quý Sửu, Ất Sửu, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Kỷ Hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Mùi lục hợp với Ngọ, tam hợp với Mão và Hợi, thành mộc tục xung với Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày, có các sao tốt như sao U Vi Tinh tốt mọi việc, sao Đại Hồng Sa tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Địa Phá kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Hoàng Vu xấu mọi việc, sao Băng Tiêu Ngọa Hãm xấu mọi việc, sao Hà Khôi xấu mọi việc, sao Chu Tước Hắc Đạo kỵ về nhà mới, khai trương, sao Nguyệt Hình xấu mọi việc, sao Ngũ Hư kỵ về khởi tạo, an táng, cưới hỏi, sao Tứ Thời cô quả kỵ về cưới hỏi. Và đặc biệt á, ngày 9 tháng 10 năm 2023, tức là ngày 14 tháng 9 năm Nhâm Dần, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bun, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó đạt được như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Bắc, Tài Thần hướng Đông Nam. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 9 tháng 10 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý Chủ nhật ngày 9 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Tý Mùi tương hại. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo trải qua một ngày không gặp được may mắn trong vận trình của mình. Ngày này với bạn tuổi Tý đang gặp phải nhiều hung hiểm, với bạn làm gì cũng có cảm giác trắc trở, trục trặc, không phải lý do yếu tố chủ quan thì cũng có người ngáng đường hay là gây trở ngại, gây hại cho bạn. Và ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý, vận xui ập đến rất khó tránh, nhưng bạn mệnh cũng nên kiểm soát trong lời ăn tiếng nói của mình và cách hành xử của mình thật tốt để giảm bớt sự căng thẳng trong các mối quan hệ. Với bạn tuổi Tý, chỉ cần bạn giữ mình khiêm tốn, có sự cầu thị thì chẳng ai có lý do để gây khó dễ cho bạn cả. Bù lại, vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý, bạn cũng cần phải gạt bỏ những phiền não trong công việc. Với bạn được an ủi phần nào trong ngày hôm nay khi bạn luôn nhận được sự động viên, chia sẻ của nửa kia mỗi khi gặp phải những vấn đề khó khăn. Người thương và gia đình chính là nguồn động lực lớn để cho bạn tuổi Tý thêm mạnh mẽ để vượt qua mọi sóng gió, thử thách của cuộc sống.
Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, vận trình có nhiều hung hiểm, gặp nhiều trở ngại. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, chịu nhiều vấn đề khách quan tác động. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, nên kiểm soát trong lời ăn tiếng nói và cách hành sự của mình. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, nên giữ mình khiêm tốn, có sự cầu thị. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, nhận được sự động viên, chia sẻ của nửa kia. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 98, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày 9 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Điều này sẽ tác động lên vận trình của bạn, làm cho bạn trải qua một ngày khó được sự yên ổn khi công việc của bạn gặp phải không ít những trở ngại. Ngày này với bạn tuổi Sửu rất dễ có những mâu thuẫn, xung đột ý tưởng với một người nào đó và dẫn đến những khúc mắc trong quá trình làm việc hợp tác với nhau. Thậm chí trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu, đôi bên có thể vì vài câu nói ra nói vào mà trở mặt, sứt mẻ tình cảm nghiêm trọng nếu như bạn không biết kiểm soát về cảm xúc và thái độ của mình. Ngày này, bạn tuổi Sửu cũng đang gặp hung thần chiếu mệnh, điều này nhắc nhở bạn với bạn cũng phải suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hành động để không tạo điều kiện cho những kẻ xấu, những kẻ tiểu nhân nắm thốt để ngấm ngầm hãm hại bạn. Thêm vào đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, điều này nhắc nhở bạn nên dành nhiều thời gian để quan tâm chăm sóc sức khỏe cho mình. Và nếu như bạn cứ vùi đầu vào công việc quên ăn, quên ngủ, với bạn sẽ rất dễ bị đổ bệnh và khi đó, dù có bao nhiêu lý tưởng của bạn đi chăng nữa, cũng có sức khỏe thì mới có thể làm được, còn không có sức khỏe thì ý tưởng hay là những kế hoạch của bạn cũng sẽ bị dang dở mà thôi. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, khó được yên ổn khi làm việc trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, dễ có xung đột ý tưởng với người khác. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, gặp phải những khó khăn, khúc mắc trong quá trình làm việc hợp tác. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, cần phải chú ý kiểm soát về cảm xúc, thái độ trong giao tiếp. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, nên dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 41, số 72, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dần, chủ nhật ngày 9 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điềm báo trải qua một ngày mất đi sự tập trung khi làm việc, bởi với bạn đang gặp ngày của thương quan chiếu mệnh. Với bạn tuổi Dần dễ để cho đầu óc của mình bay đi nơi khác hoặc là quá để tâm tới chuyện của người khác mà bỏ bê công việc của bản thân mình. Và trong ngày này, với bạn tuổi Dần, nếu không muốn bị nhắc nhở, thậm chí là bị trách phạt với thái độ làm việc thiếu đi sự tập trung, tốt nhất là bạn nên hoàn thiện nhiệm vụ của mình trước. Và dù có lòng tốt giúp đỡ ai đó, với bạn cũng phải phân bổ thời gian và sức lực sao cho hợp lý, tránh bị đánh giá là lùa toan chuyện bao đồng nhé. Thêm vào đó, vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Điều này còn khiến cho cái chuyện tình cảm lứa đôi rất dễ rạn nứt, xích mích, chiến tranh lạnh kéo dài. Việc thiếu đi sự trao đổi, tháo gỡ những khúc mắc với nhau đang đẩy bạn và nửa kia càng ngày càng xa nhau hơn. Và nếu như bạn tuổi Dần không cẩn thận, đây chính là thời điểm tốt đẹp để cho kẻ thứ ba chiên chân, phá hoại hạnh phúc mà mình đang có nữa. Vài câu quýt cho bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này: tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, tránh để cho đầu óc của mình thiếu đi sự tập trung khi làm việc. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, chớ để tâm tới chuyện của người khác
mà bỏ bê công việc của mình. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ có thể bị trách phạt vì thái độ làm việc thiếu sự chuyên nghiệp. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc nên phân bổ thời gian và sức lực hợp lý khi muốn giúp đỡ ai đó. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim nhân duyên ảm đạm, tình cảm rất dễ bị đổ vỡ. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 92, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi hợi, tuổi tuất. Tử vi tuổi Mão, chủ nhật, ngày 9 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi Mão Mùi trợ mệnh. Điều này báo hiệu cho bạn trải qua một ngày đón nhiều tin vui đưa tới. Trong ngày này, công việc của bạn được cấp trên tạo điều kiện, đồng nghiệp hỗ trợ tối đa để cho bạn phát huy được hết khả năng của mình, cũng như là nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho mình. Có thể nói với bạn trong ngày hôm nay, bạn tuổi Mão càng ngày càng cho thấy mình là nhân tố quan trọng của mọi người và trong tập thể nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh, điều này sẽ hỗ trợ cho con đường tài lộc của bạn cũng vô cùng là vượng phát. Cho dù là người làm công ăn lương, sẽ có một ngày công việc nghề tay trái của bạn được phát huy. Đối với những người làm kinh doanh, buôn bán đều sẽ gặt hái được thu nhập một cách đáng kể. Lựa chọn trong việc đầu tư trong ngày hôm nay có thể sẽ mang tới cho bạn gặp nhiều may mắn. Cho nên, bạn tuổi Mão đừng có ngại ngần mà mạo hiểm một chút nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có màu khắc với thổ, điều này sẽ khiến cho gia đạo của bạn có sự bất an, tình cảm vợ chồng ngày càng phai nhạt và không còn được nồng thắm như trước nữa. Cả bạn và người ấy đều có trách nhiệm trong việc để cho mối quan hệ bị nguội lạnh và xa cách. Với bạn tuổi Mão đừng có chỉ đổ lỗi cho đối phương nhé. Và câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy được cấp trên tạo điều kiện, đồng nghiệp hỗ trợ. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa có được cơ hội phát huy khả năng trong việc chuyên môn. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ cho thấy bản thân là nhân tố quan trọng trong tập thể. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc có đường tài lộc được vượng phát, thu nhập thăng tiến. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim gia đạo bất an, tình cảm vợ chồng có sự phai nhạt. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 77, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mùi, tuổi tốt. Tử vi tuổi Thìn, chủ nhật, ngày 9 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày không gặp phải trở ngại gì quá lớn khi bạn đang nhờ có được ngũ hành lục hợp che chở. Ngày này, mọi kế hoạch của bạn đều được tiến hành một cách trơn tru, suôn sẻ, dẹp bỏ mọi vướng mắc. Với bạn tuổi Thìn, bạn có được vận, quý nhân đồng hành giúp tháo gỡ cho không ít những bế tắc, từ đó để giành được lợi thế so với những người khác. Thêm vào đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, điều này sẽ giúp cho bạn gia tăng được cát khí trong ngày hôm nay để cho bạn mạnh dạn theo đuổi những lĩnh vực mà mình đam mê. Với bạn tuổi Thìn, bạn có được một ngày may mắn, hãy tính toán mọi việc một cách thật cẩn trọng, đừng có để cho một sai sót nhỏ phá hỏng niềm vui cả ngày của bạn nhé. Có điều trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn, bản mệnh lại có phần ham mê công việc thái quá, có thể sẽ khiến cho mối quan hệ tình cảm của bạn gặp phải những trở ngại rắc rối. Khi bạn đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc, vợ chồng ngày càng có nhiều quan điểm trái ngược và thời gian trò chuyện với nhau càng ngày càng vơi bớt, hiểu lầm càng ngày càng sâu sắc nữa.
Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, mọi kế hoạch của bạn đều được tiến hành một cách suôn sẻ. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ được quý nhân đồng hành tháo gỡ những bế tắc. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc giành được nhiều lợi thế hơn so với người khác. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim có động lực để mạnh dạn theo đuổi lĩnh vực mà mình đam mê. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy tình cảm gặp rắc rối khi thiếu thời gian quan tâm lẫn nhau. Và đánh giá của bạn Thìn trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 74, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ chủ nhật ngày 9 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có quý nhân tương hội trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho công việc của bạn trong ngày hôm nay trở nên hanh thông, suôn sẻ bất ngờ. Ngày này, các mối quan hệ xã giao của bạn có được sự hài hòa. Điều này còn mang đến cho bạn có được những cơ hội gặp gỡ, hợp tác làm ăn với những đối tác đáng tin cậy nữa. Và may mắn càng gia tăng khi trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, điều này đem đến ủng hộ cho bạn. Với bạn tuổi Tỵ chẳng còn phải lo lắng thêm chuyện gì về tiền bạc nữa, không chỉ có đủ để tiền tiêu mà còn có thể để ra cho mình một khoản kha khá để tiếp tục tái đầu tư để tiền đĩa ra tiền nữa nhé. Cùng với đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng, nhân duyên của bản mệnh chưa khi nào được sáng rõ như bây giờ. Đối với những người đang còn độc thân, có được cơ hội gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với một nửa mà mình đã tìm kiếm bấy lâu nay. Còn đối với các cặp đôi cũng ngày càng thấu hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn, tình cảm nhờ thế mà thêm phần khăng khít hơn nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, tiền bạc được rủng rỉnh, chẳng lo túng thiếu. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, đừng có lơ là việc chăm sóc cho bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, các mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa, mang lại khá nhiều lợi ích cho bạn. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, đối với những người đang còn độc thân, có được cơ hội tìm được một nửa cho mình. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, tình cảm gia đình yên ấm, trên dưới thuận hòa. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 85, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ chủ nhật ngày 9 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Ngọ trải qua một ngày đón nhiều cơ hội để cải thiện về thu nhập của mình. Ngày này, nguồn thu của bạn tuổi Ngọ chủ yếu tới từ nghề tay trái, các khoản về đầu tư phụ. Và tuy chỉ những khoản lợi nhuận nhỏ nhưng cũng sẽ giúp cho bạn giải quyết được khá các vấn đề về tài chính tồn tại từ trước tới nay. Có câu tích tiểu thành đại, chỉ cần bạn tuổi Ngọ chăm chỉ tích góp, biết cách quản lý về tài sản thì không lo không có ngày phất lên, kiếm tiền không hề đơn giản. Cho nên với bạn tuổi Ngọ cần phải trân trọng mỗi đồng tiền mà mình trong tay kiếm được. Còn nếu như bạn nóng vội muốn ăn lớn, rủi ro kèm theo cũng không nhỏ đâu nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ, nhân duyên của bạn cũng khá là vượng sắc nhờ có được ngũ hành tương sinh che chở. Đối với những người đang còn độc thân, có được cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã giao, đặc biệt là mối quan hệ tiềm năng, từ đó tăng khả năng gặp được một nửa thích hợp. Còn đối với những người đã có đôi có cặp cũng tha hồ tận hưởng một ngày ngọt ngào bên nửa kia và gia đình, bên những người thân yêu của mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim đón cơ hội cải thiện về thu nhập. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, nguồn thu trong ngày hôm nay chủ yếu tới từ nghề tay trái. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa giải quyết được các vấn đề về tài chính đang còn tồn đọng từ trước đó. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ nên chăm chỉ tích góp, học cách quản lý về tài sản. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, nhân duyên khởi vượng, đón nhiều tin vui.
Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 54, số 77, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi, chủ nhật, ngày 9 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Mùi nên học cách bảo vệ bản thân mình trước những lời đàm tiếu thị phi ở bên ngoài. Và trong ngày này, tiểu nhân chơi trò ném đá giấu tay, đặt điều vu khống cho bạn. Cho nên với những điều hết sức vô lý, với bạn tuổi Mùi cần phải hết sức cẩn trọng, và nguyên nhân xuất phát từ việc đối phương ganh ghét với những gì mà bạn đang sở hữu nữa nhé. Dù cho cây ngay không sợ chết đứng, với bạn tuổi Mùi không làm gì sai thì cũng không có gì phải lo sợ, nhưng uy tín của bản thân vẫn có phần nào bị ảnh hưởng, và bạn tuổi Mùi cũng nên duy trì tỉnh táo và sáng suốt để luôn sẵn sàng đương đầu với mọi điều kiện bất lợi ập đến. Trong ngày này, với bạn tuổi Mùi cũng nên chú ý tới sức khỏe của bản thân mình khi bạn đang gặp ngày có thổ khí vượng. Dù bạn có bận bịu đến mấy đi chăng nữa, cũng đừng có lơ là về sức khỏe của bản thân mình, cũng tránh để cho những nỗi lo lắng thường nhật ảnh hưởng tới tinh thần, ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Nên nhớ, sức khỏe là vốn quý, với bạn tuổi Mùi đừng đánh mất vì bất cứ lý do nào nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim nên học cách tự bảo vệ mình trước những lời đàm tiếu. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy bị tiểu nhân chơi xấu, ném đá giấu tay. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, kẻ xấu ganh ghét, đặt điều vu khống. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, uy tín của bản thân mình bị ảnh hưởng. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, dù có bận bịu cũng đừng có lơ là về sức khỏe. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 23, số 71, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân, chủ nhật, ngày 9 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn tụ khí, công việc của bạn trong ngày hôm nay dễ gặp được nhiều may mắn. Trong ngày này với bạn tuổi Thân có điểm báo thăng tiến trong công việc, nhờ có tinh thần trách nhiệm cao, công việc của bạn hăng hái, năng lực làm việc tốt, cho nên bản mệnh có thể dễ dàng giành được mục tiêu mà mình đề ra. Và ngày chủ nhật này, các chuyện tình cảm của bạn cũng chuyển biến theo chiều hướng tích cực, nhờ bạn đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Và nếu như bạn đang còn độc thân, với bạn sẽ có được cơ hội gặp được đối tượng khá là ưng ý. Điều đáng mừng là cả hai đều có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Hạnh phúc đã nồng nằm trong tầm tay, với bạn tuổi thân nhất định phải biết nắm bắt lấy thời cơ đến với mình nhé. Trong ngày chủ nhật này, đối với cái chuyện tình cảm của những cặp đôi cũng có được sự ngọt ngào, thăng hoa hơn khi hai trái tim đun cùng chung một nhịp đập. Bạn và người ấy luôn quan tâm, chăm sóc cho nhau từng ly từng tí. Mối quan hệ của bạn vô cùng là tốt đẹp, mọi khó khăn trở ngại đều có thể vượt qua để cố gắng hơn nữa trong tương lai của mình về sau này. Về câu quyết cho bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, công việc có điểm báo được thăng tiến. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, dễ dàng giành được mục tiêu đề ra. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, các chuyện tình cảm có những chuyển biến tích cực. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, đối với những người đang còn độc thân, gặp được đối tượng ưng ý. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, tình cảm của các cặp đôi được dạt dào, thăng hoa. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 96, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, chủ nhật, ngày 9 tháng 10 năm 2022.
Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, dẫn đường chỉ lối cho bạn, sẽ tạo điều kiện cho bạn có nhiều cơ hội để chứng minh năng lực của bản thân mình. Trong ngày hôm nay, với bạn tuổi Dậu, bạn hãy cứ yên tâm công tác, xây dựng các kế hoạch và nêu ra những ý kiến với lãnh đạo, chắc chắn sẽ nhận được sự đồng tình ủng hộ. Các mối quan hệ xã giao của bạn ở bên ngoài cũng khá là tốt đẹp, có lợi cho công việc của mình về sau này. Và với bạn tuổi Dậu, nếu như cứ giữ được phong độ như hiện tại về lâu dài, bạn sẽ có được những bước thăng tiến mới nhờ tinh thần trách nhiệm và luôn cố gắng để hoàn thành công việc đúng thời hạn. Với bạn đang được cấp trên ưu ái và đánh giá khá cao vì điều đó, rất có thể trong tương lai với bạn sẽ được giao thêm cho những trọng trách quan trọng nữa. Thêm vào đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh chỉ lối dẫn đường cho bạn tìm thấy được đúng đường đi đức bước để đi tới hạnh phúc. Bạn mệnh không còn tự khiến cho mình đau khổ về những chuyện đã qua mà biết sống cho hiện tại, và bạn cũng đừng đóng cửa trái tim mình, bởi ai cũng xứng đáng có được tình yêu thương, có được hạnh phúc nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy được tạo nhiều cơ hội tốt để chứng minh bản thân mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa hãy cứ yên tâm công tác, xây dựng các kế hoạch. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ các mối quan hệ xã giao ở bên ngoài khá là tốt. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc được cấp trên ưu ái và đánh giá cao. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim tìm thấy được đúng đường đi tới hạnh phúc. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 33, số 72, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất chủ nhật ngày 9 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có ngũ hành thổ vượng. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Tuất sẽ trở nên nóng nảy, đánh mất đi sự bình tĩnh hơn so với thường ngày. Và nguyên nhân một phần là do bạn không chịu lắng nghe những lời khuyên bảo của người khác và cứ khăng khăng làm theo ý của mình, nhất là khi có người phản đối thì sẵn sàng sẽ nổi xung lên. Lại thêm, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi cùng với Thái Tuế Án Ngữ, điều này còn khiến cho mọi chuyện trở nên rối tung rối mù vì cái tính tùy hứng và thất thường của bạn. Với bạn tuổi Tuất rất dễ làm mất lòng đối tác, đồng nghiệp khi đối phương chỉ muốn có ý tốt cho bạn và nhắc nhở vài câu nhưng bạn lại nổi đó lên và làm to chuyện nữa. Thái độ khó chịu này của bạn tuổi Tuất không chỉ ảnh hưởng tới công việc mà còn cả chuyện tình cảm cũng bị ảnh hưởng. Người thân còn không muốn đến gần, nói chi là người lạ. Và nếu như bạn tuổi Tuất muốn tìm kiếm người đồng hành thì bạn cũng nên sửa đổi tính xấu này, bản thân càng sớm càng tốt nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa sẽ trở nên nóng nảy, đánh mất bình tĩnh. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ nên lắng nghe lời khuyên bảo của những người khác. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc đừng nổi đoán lên khi có người phản đối, góp ý. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim đang khiến cho mọi chuyện trở nên rối tung vì tính tùy hứng của mình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy nên sửa đổi tính xấu để cho tình duyên được suôn sẻ. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 94, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Hợi chủ nhật ngày 9 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay vô cùng là suôn sẻ, hanh thông. Với bạn tuổi Hợi, bạn còn được người khuyên giới thiệu cho những mối quan hệ mới, công việc mới, hứa hẹn sẽ đem lại nhiều lợi ích cho tương lai của bạn. Lại thêm, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày của chính tài trợ mệnh
tiền bạc tụ khí, gặp nhiều may mắn về phương diện tài chính. Tử vi cũng cho thấy rằng vận trình tài lộc của bạn trong ngày hôm nay được vượng phát rất nhiều. Với bạn đang có được nguồn thu nhập ổn định, vững vàng, tiền bạc được dồi dào, chi tiêu rủng rỉnh, cho nên có thể cảm thấy an tâm hơn về vấn đề tài chính hiện tại của mình. Và cũng trong ngày hôm nay, con đường tình duyên của bạn tuổi Hợi cũng sẽ thêm phần rực rỡ, nhất là đối với những người đang còn độc thân, lại có được cơ hội tìm thấy được tình yêu. Khi có cơ hội gặp gỡ người khác phái, với bạn mệnh nên biết nắm bắt lấy, tình cảm các cặp vợ chồng trong ngày hôm nay cũng càng được nồng thắm, tình yêu và tình thân dần được gắn kết với nhau thành một thể thống nhất không thể tách rời được nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa gặp nhiều may mắn ở phương diện tài chính. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ đang có được nguồn thu nhập ổn định và vững vàng. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc an tâm vì tiền bạc được dồi dào, chi tiêu rủng rỉnh. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, người đang còn độc thân có được cơ hội tìm thấy tình yêu của đời mình. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, tình cảm các cặp đôi ngày càng nồng nàn, thắm thiết. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 76, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Mão, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!